Hi, xin chào cô chú anh chị các bạn đã quay trở lại Mây Lang Thang Sài Gòn. Lại là mình đây. Khá là lâu rồi, hơn 2 tuần rồi mình mới được ngồi trước máy quay và chia sẻ đến cô chú anh chị câu chuyện Grab, nghề Grab cũng như là hành trình chạy Grab kiếm 150 triệu của mình đã quay trở lại các bạn ơi. Thì mình gặp một cái sự cố nhỏ nhỏ, đó là hôm bữa cái chân mình bị đau đó, thì mình mới chạy lại một ngày, nghỉ một tuần xong rồi chạy lại một ngày sau, rồi sau đó thì sau ngày hôm sau thì mình lại tiếp tục bị té tiếp các bạn, tự mình té tiếp. Ngày hôm đó mình không có mở app chạy, mình quay xe thì chân mình yếu á, nó tự nó té cái nữa, nên là mình nghỉ luôn 2 tuần, hơn 2 tuần để cho nó bình phục hẳn thì mình mới ra chạy các bạn. Thì hôm nay thì cũng tương đối rồi, được bình phục cũng được 7-8 phần rồi, nó còn hơi yếu nhưng mà cảm giác được nó khỏe hơn đợt trước rồi, thì mình mới dám ra chạy lại các bạn. Ra xe chạy lại, chạy rodai lại cái hành trình chạy Grab kiếm 150 triệu ăn Tết của mình. Hôm nay chạy rodai 7-8 tiếng đồng hồ các bạn, không có dám chạy nhiều nữa, để khi nào mà chân cẳng nó lành hẳn thì mới dám bào nhiều các bạn. Mấy hôm nay các bạn có một cái câu chuyện là đang nổi ở trên mạng xã hội với anh em tài xế công nghệ, là cái hãng Gojek đó các bạn, hiện tại chuẩn bị rút quân về nước Indonesia vào ngày 16 tháng 9 tới đây các bạn. Thì Gojek sẽ đóng cửa tại Việt Nam, đâm ra là hôm nay mình đi chạy là thấy đâu đâu cũng là tin anh em tài xế Gojek đi đăng ký qua app Be hoặc là app Grab, chuyển app các bạn. Vô khá là buồn cho các anh em chạy Gojek ha. Đang chạy được 6 năm ngon rồi thì tan đàn sẽ ngát các bạn. Mình thấy các bạn, mình chạy ngoài đường á, thì hồi từ thời điểm từ cuối năm ngoái, từ thời điểm mà Xanh SM ra thì Gojek bắt đầu càng ngày càng lụi tàn các bạn, càng ngày càng ít tài xế ngoài đường. Thì đến thời điểm hiện tại mình đi lâu lâu mới gặp được một anh tài xế Gojek, và cuối cùng là điều gì đến cũng đã đến các bạn. Ngày xưa mảng xe ôm công nghệ thì có Grab là tiên phong nè, xong rồi Be, Gojek, 3 hãng tạo thành cái thế gọi là cái thế chân vạc các bạn. Thì bây giờ Xanh SM nhảy vô, xe điện của bác Vượng nhảy vô thì bắt buộc là nó đã quá tải rồi, quá tải số lượng app, số lượng tài xế, thì bắt buộc là Gojek phải rút lui thôi, không có đủ vốn cũng như là khách hàng ngày càng ít, thì rút quân các bạn. Bây giờ thì lại là thế của ba hãng là Grab nè, Be nè và Xanh SM các bạn, về cái thị phần xe công nghệ. Nhưng mà cái hãng Xanh SM và Be các bạn thì so với cái Grab thì vẫn còn, mình thấy nó vẫn còn chỉ có thể cạnh tranh được với Grab cái mảng GrabBike thôi, cái mảng bike thôi, mảng chở người chở khách thôi. Còn cái mảng mà giao hàng với lại giao đồ ăn thì Xanh SM không có giao đồ ăn, Be thì việc cạnh tranh giao đồ ăn với Grab là điều không thể các bạn. Chỉ có ShopeeFood mới là đối thủ của Grab về mảng food thôi. Do đó là cái hệ sinh thái của Grab nó quá là đa dạng đi, nên là những cái hãng khác cũng khó có thể theo kịp Grab thời điểm hiện tại các bạn. Grab ngoài việc cái là một siêu ứng dụng các bạn biết, nó liên kết cả người dùng là khách hàng, cả tài xế tụi mình đang chạy Grab đây cũng là khách hàng của Grab luôn các bạn, cũng sẽ là khách hàng của Grab luôn. Về cái mảng khác ha, mình sẽ thống kê sơ qua một số cái mảng của siêu ứng dụng Grab cho các bạn. Anh em Gojek mà đang thất nghiệp, chuẩn bị thất nghiệp thì có muốn qua Grab chạy thì qua các bạn, cũng có nhiều cơ hội, nhiều tiềm năng. Đất vẫn còn rất là nhiều, nói chung anh em cứ chạy mà app lên chạy thì cuốc xe vẫn còn cho anh em chạy ha, thu nhập vẫn ok. Grab hiện tại thì mình chia sẻ các bạn là có GrabBike nè. GrabBike thì có nhiều dịch vụ bay tiết kiệm, bay thường và bay lết. Bay tiết kiệm là cạnh tranh trực tiếp với lại Xanh SM với lại Be các bạn, thì Grab ra cái dịch vụ bay tiết kiệm. Giao hàng, cái hệ sinh thái giao hàng của Grab cũng rất là đa dạng các bạn, rất là nhiều ha. Giao hàng siêu tốc, hỏa tốc, giao hàng công ty, giao hàng 2 giờ, 4 giờ, giao hàng nhiều điểm, giao hàng tiết kiệm. Nói chung cũng rất là nhiều. Cái mảng giao hàng của Grab rất là nhiều ha, liên kết với rất là nhiều cái công ty bên thứ ba để triển khai cái dịch vụ giao hàng. Dịch vụ giao hàng thì so với Xanh SM và Be hoặc là Shopee thì Grab vẫn hơn, nhưng mà so với các đơn vị mà chuyên giao hàng như là Ahamove đồ này kia thì chắc mình nghĩ là cũng 19/10 chứ không phải kém cạnh. Rồi thêm một mảng nữa là GrabFood và GrabMart. Cái mảng này Grab cũng khá là mạnh các bạn, khá là mạnh. Grab mạnh hồi trước là Shopee Now với Shopee là trùm cái việc giao đồ ăn này. Hồi trước còn Baemin nữa các bạn. Baemin thì bây giờ Baemin cũng đã rút rồi. Baemin chuyên giao đồ ăn cũng rút rồi. Sau này Gojek cũng có giao đồ ăn các bạn, nhưng mà cũng không đáng kể ha. Bây giờ Gojek cũng rút rồi thì bây giờ Be cũng có giao đồ ăn nhưng cũng không đáng kể luôn. Xanh SM thì chưa có giao đồ ăn, chưa có Xanh Food. Thì GrabFood vẫn là hiện tại vẫn là số 1 các bạn. Theo sau đó chính là ShopeeFood thì mới sau nữa thì mới tới Be các bạn. Be thì chiếm cái thị phần không đáng kể, chủ yếu là Grab và ShopeeFood là chia nhau cái mảng giao đồ ăn. Rồi nói tới GrabFood á thì Grab lại có thêm một cái mảng kinh doanh nữa các bạn, đó là quảng cáo, chạy quảng cáo cho các cái nhà hàng GrabFood các bạn. Thì các bạn muốn bán đồ ăn online trên ứng dụng Grab thì các bạn đăng ký tốn chừng tầm khoảng 2 triệu thì các bạn có được cái app nhà hàng, các bạn mở ra các bạn bán. Tuy nhiên để cho các bạn khách hàng biết đến cái cửa hàng online trên cái GrabFood, cái cửa hàng của các bạn trên app GrabFood thì các bạn phải bỏ tiền ra để các bạn chạy quảng cáo. Còn nếu các bạn không chạy quảng cáo thì cái cửa hàng của bạn sẽ không được hiển thị lên trên trang đầu hoặc là những cái trang đầu của Grab. Do đó các bạn sẽ không có đơn. Những cái cửa hàng nào họ đã lâu năm rồi và khách hàng đã có tệp khách hàng của họ rồi. Còn những cửa hàng mới thì bắt buộc họ phải chạy quảng cáo. Chạy quảng cáo này thì giúp cho Grab có thêm được một cái khoản thu nhập cũng rất là lớn, rất là khủng các bạn. Những cái app mới mà các bạn app nhà hàng mới không chạy quảng cáo là một ngày không có được bao nhiêu đơn, nhiều khi không có đơn luôn. Còn khi chạy quảng cáo thì mới có đơn. Thì Grab giống như là cho thuê cái mặt bằng các bạn, mặt bằng ở trên ứng dụng vậy đó. Thay vì các bạn thuê mặt bằng ở ngã ba, ngã tư đường, ngoài đường các bạn bán thì người ta mới thấy các bạn nhiều hơn. Còn cái này thì Grab cho thuê mặt bằng ở trên app, các bạn sẽ lên được ngay trang chủ, trang đầu, trang 2, trang 3 gì đó của ứng dụng thì khách hàng sẽ thấy được cái quán của bạn đầu tiên, khách hàng sẽ vô và đặt món, order về ăn. Đó cũng giống như vậy. Đó là một cái mảng kinh doanh cũng rất là sinh ra lợi nhuận rất là cao từ Grab, từ GrabFood, GrabMart các bạn. Rồi thêm Grab lại kinh doanh trên chính tài xế đó các bạn. Tài xế thì Grab bán những cái vật dụng nó liên quan đến cái nhu cầu của tài xế, cũng như là liên quan đến cái công việc chạy Grab của tài xế. Giống như là Grab sẽ bán trả góp điện thoại cho tài xế, trả theo ngày trừ trên app, rất là tiện. Nhưng mà cái mức mà chênh lệch khi các bạn ra cửa hàng các bạn mua trực tiếp với các bạn mua trên app của Grab thì cũng sẽ rất là cao, rất là cao ha, cao hơn bên ngoài rất là nhiều ha các bạn. Thay vì mình lấy một ví dụ cụ thể đơn giản, các bạn mua cái điện thoại ở bên ngoài là 6 triệu thì các bạn mua trên app trả xong hết thì có thể lên tới 7,5 triệu, chênh lệch 1,5 triệu. Ví dụ là vậy thôi, lấy ví dụ vậy thôi các bạn. Thì đó chính là Grab kinh doanh luôn các bạn. Tài xế cũng là khách hàng của Grab luôn các bạn đó. Và Grab không phải bán điện thoại không nha các bạn, bán xe máy nè, rồi bán máy lạnh, tủ lạnh, máy giặt, đủ thứ hết. Những cái nhu yếu phẩm mà anh em tài xế mình cần á, thì Grab sẽ bán những cái đó ha. Đó, Grab đánh vào tâm lý của tài xế ha. Và do là mình mở app mình chạy mỗi ngày, có tiền mỗi ngày nên Grab cũng sẽ bán trả góp theo ngày luôn, trừ trên app mỗi ngày. Bán xe máy cũng vậy. Và thêm một cái nữa là Grab lại cũng có liên kết với lại ngân hàng Vietinbank để cho anh em tài xế vay vốn nữa các bạn, rất là nhiều các bạn. Mình thấy anh em đi vay vốn của Grab cũng nhiều lắm. Nói chung đó, Grab cũng rất là đa dạng các cái mảng một hệ sinh thái quá đa dạng các bạn. Thì anh em Gojek thì anh em có muốn hướng qua chạy Grab thì qua chạy các bạn, tại vì mình thấy hiện tại cái hệ sinh thái của Grab nó khá là mạnh, khá là vững, tại vì Grab kinh doanh nhiều mảng và những cái mảng kinh doanh nó rất là chắc chứ không có lan man ha. Ok, nói một chút về Be, tại mình thấy anh em Gojek đi đăng ký Grab với Be nhiều các bạn. Be thì cước xe nó sẽ thấp hơn Grab một chút. Bây giờ Be cũng có Be Plus luôn nha các bạn. Be Plus dành cho các xe tay ga đời mới luôn, cũng giống như là Grab Pilot luôn. Rồi Be thì có chương trình thưởng tuần cũng khá là hấp dẫn. Mình thấy Be thì mạnh về cái mảng bay, còn giao hàng với food thì cũng không có mạnh lắm, nhưng mà food vẫn ở trong các quận trung tâm trong Sài Gòn thì vẫn chạy vẫn được. Có chương trình thưởng tuần thì cũng hấp dẫn để thu hút tài xế. Bởi vậy phải có những cái gì thu hút tài xế, phải có những cái gì mà tạo cơ hội việc làm cho tài xế, tạo chén cơm cho tài xế thì người ta mới ở lại, người ta gắn bó, người ta chạy các bạn. Đi ra đường thấy anh em chạy Be cũng nhiều, Be cũng khá là đông. Đó, nói chung anh em có thể chọn Grab hoặc Be tùy anh em ha, nhưng mà nếu mà được lựa chọn á, giữa Grab và Be thì mình khuyên anh em nên chọn Grab. Ok, hãng thứ ba hiện tại bây giờ cũng là một đối thủ, đó là Xanh SM. Thì mình không đánh giá cao cái Xanh SM các bạn, tại vì bản chất cái phương tiện là cái cốt lõi, cái phương tiện là cái cốt lõi mà Xanh SM bây giờ mình thấy cái xe nó cái yên nó nhỏ quá các bạn. Mình thấy là mình không có thiện cảm với cái Xanh SM. Xe Evo gì đó, cái yên nó quá nhỏ, tài xế ngồi nhiều khi hết yên, khách phải ngồi ra ngoài cái cản, cái ba ga phía sau mà rất là nhiều á. Cái việc chạy xe công nghệ này, cái xe là cái cốt lõi. Cái hãng mà xe điện Xanh SM thì được một cái là xe điện là bảo vệ môi trường, là một cái điểm cộng. Rồi anh em mình không phải đổ xăng, chỉ sạc điện, giảm được cái chi phí vận hành là một cái điểm cộng thứ hai ha. Thì một cái nữa là cái hãng Xanh SM là của Việt Nam. Việt Nam thì nói chung thì mình cũng không quan trọng quá Việt Nam hay là nước ngoài, tại vì người ta kinh doanh thì dù là Việt Nam hay nước ngoài thì người ta cũng vẫn ưu tiên cái lợi nhuận lên hàng đầu các bạn. Việt Nam thì nó hơn được một chút xíu, cảm giác nó thân thiện với mình hơn một chút xíu thôi, tại vì người Việt thì vẫn hiểu người Việt hơn. Nhưng mà cái điểm trừ nó rất là lớn, đó là cái cốt lõi là cái xe. Mình nói đi nói lại nãy giờ, cái xe cái yên nó nhỏ. Mình thấy là giao hàng hay là chở khách là bất tiện. Cái xe VinFast đó, cái xe thì mình thấy chạy food ok, chạy food là hợp nha các bạn, chạy food là ngon á, vì đỡ chi phí xăng dầu và nó êm, nó nhẹ nhàng, nhỏ gọn, dễ chạy, dễ luồn lách. Vậy thôi, mình chỉ đánh giá cao cái xe Xanh SM rồi để chạy food thôi các bạn. Còn lại chạy bay và giao hàng mình không đánh giá cao các bạn, mình không đánh giá cao ha. Nó nhỏ. Nếu mình là người khách hàng với quan điểm là người cần đi xe thì chắc chắn là Xanh SM là mình không book. Mình sẽ hơi book Be hoặc Grab để mình đi. Ok, thì chia sẻ câu chuyện vui vui để cho anh em chia sẻ một số cái gì mình biết để cho anh em có thể có cái nhìn về các cái hãng công nghệ, cũng như là anh em có thể chọn Grab hoặc là Be hoặc là Xanh SM hoặc là ShopeeFood. Nếu anh em chuyên chạy food có thể chọn ShopeeFood cũng ok, để anh em mình tiếp tục chiến đấu các bạn. Hãng này đóng cửa thì còn hãng khác các bạn, cánh cửa này đóng đi thì có cánh cửa khác mở ra. Ok, tiếp tục hành trình chia sẻ 150 triệu của mình. Hôm nay 2 tuần là mình mới quay trở lại các bạn ơi. Đây, hôm nay là thứ năm, ngày 5 tháng 9 các bạn. Bây giờ là 19:34 các bạn ơi. Hôm nay mình chạy được bao nhiêu tiền đây? 478.000 các bạn. Rang lụm lúa các bạn. Ok, đến đây thì video clip của Mây Lang Thang Sài Gòn xin phép được kết thúc. Xin chào, hẹn gặp lại cô chú anh chị các bạn vào video clip tiếp theo. Nếu thích thì để lại cho mình một lượt like cũng như đăng ký kênh. Bye bye, cảm ơn cả nhà rất là nhiều.